Quý vị có biết rằng là có đang hàng triệu người Việt của chúng ta đang bị thoái hóa khớp gối, thậm chí là phải thay khớp nhân tạo hay không ạ? Bên cạnh đó thì có thêm một thông tin mà chúng ta đặc biệt phải quan tâm ở đây, đó chính là cái tỷ lệ bị thoái hóa khớp gối càng ngày càng trẻ hóa, cũng như đây chính là nỗi ám ảnh của những người cao tuổi. Vậy thì lý do tại sao mà những căn bệnh về khớp đang ngày càng trẻ hóa ở Việt Nam của chúng ta và giải pháp mà quý vị đang tìm hiểu và chúng ta áp dụng chính bản thân của mình là gì để mình có được một cái hệ xương khớp chắc khỏe và từ đó thì mình mới có thể là an tâm chúng ta đi đứng, chúng ta vận động, chúng ta làm việc. Anh Hùng có biết rằng là khi mà nhìn thấy những cái thống kê, những tỷ lệ này á, thì bản thân của Trinh thấy là nó không có gì là xa lạ với mình hết. Bởi vì bản thân của mình cũng là một trong những đối tượng như thế. Khi mà Trinh vừa bước vào tuổi 30 và đã vừa làm mẹ được 1 năm, cái thời gian mà sau khi mà mình sanh em bé xong á, là mình đã từng nghe nói rất là nhiều lần rằng là những cái người mẹ mà khi mà đã có con rồi thì cái hệ xương khớp của họ, đặc biệt là cái việc mà bị thoái hóa khớp, bị viêm, bị sưng, bị đau khớp, nó sẽ diễn ra rất là nhanh và cái phần xương nó cũng giòn hơn. Nhưng mà mình nghe như vậy thôi, mình không có tin anh Hồ. Đến một lần mà em chỉ bị trượt ngã cái phần bậc cầu thang từ cái bậc 1 xuống bậc 2 thì những người đứng xung quanh cứ nghĩ rằng là chắc là cô bé này té nhẹ không sao đâu, nhưng em không thể đứng lên được. Và khi mà mình nhìn xuống cái phần mắt cá chân phải của mình đó quý vị, thì nó thật sự nó biến dạng bởi vì là cái mạch máu bên trong nó bị vỡ ra. Và khi mà mình đến cái trung tâm y tế thì mới biết rằng là mình đã bị là gãy đi cái phần xương mắt cá phải. Và mình mất hết hơn 2 tháng trời để phục hồi. Và đó là điều mà em mới tin một điều rằng là đúng thật sự rằng là không có bao giờ như mình nghĩ hết. Tức là khi mình ở lứa cái tuổi trẻ như vậy, mình còn sức khỏe như vậy, nhưng ở bên trong cơ thể của mình, nhất là về xương khớp đó quý vị, nó đang có những cái diễn biến mà chúng ta không thể thấy được. Và mình thấy rằng là việc mà chúng ta có một cái hệ xương khớp nó không có chắc khỏe, mà mình thường xuyên bị đau, bị sưng, bị nhức khi mà thời tiết thay đổi hoặc là dễ bị tai nạn đó quý vị, thì nó ảnh hưởng rất 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 là nhiều luôn đến cuộc sống của mình đó anh Hồ ơi. Đúng rồi, phải công nhận với Trinh là bây giờ á, cái mình gọi là cái số liệu người ta thống kê á, là những bạn trẻ bây giờ họ bị trẻ hóa về cái vấn đề là ảnh hưởng tới xương khớp của họ rất là nhiều. Thế nhưng mà quý vị để ý đi, đối với những cái căn bệnh mà liên quan tới xương khớp á, là nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nó nhiều lắm thưa quý vị. Mà quý những vị. Người nào mà lớn tuổi thì sẽ cảm nhận được cái điều này rất là rõ nè. Cái bàn tay của mình nè, nó hay bị tê cứng nè, rồi thậm chí là những cái sống lưng của mình đó, nó cứ bị mỏi, nó bị đau mà nó âm ỉ theo thời gian rất là dài quý vị nhé. Mà mình cảm thấy rằng á, là nhiều khi chỉ cần vận động nhẹ chút xíu thôi là bắt đầu là hai cái khớp gối là muốn đi không nổi rồi, mà chưa kể là nó cứ âm ỉ vào bên trong. Nghe nó xạo khó chịu lắm. Đây, một cái câu chuyện như thế này, không biết là Hồ thì 32 tuổi, quý vị nhé, Hồ 32 tuổi thì cái năm mới năm ngoái thôi, thì khi mà Hồ tập thể dục á, tại vì Hồ tập gym mà cái cường độ nó nặng lắm, thì Hồ tập chân thì tự nhiên cái chân của Hồ nó kêu là cụp cụp cụp, tức là trong những cái bài tập chân của mình á, cái mình đá như nè thì cái chân nó kêu cụp cụp cụp, nhưng mà nó chưa có đau, tức là nó chưa có đau nha. Nhưng mà do là mình có được những cái thông tin, những cái kiến thức rồi, là chuẩn bị sẵn luôn cho mình là những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyên về xương khớp luôn, và đặc biệt là sùng cá mập. Thì quý vị biết là cái thời gian đó Hồ uống cái sản phẩm đó và Hồ nói là ôi sao mà mình hay quá, uống trong vòng 1 tuần 15 ngày thôi là quý vị thấy là cái khớp chân của Hồ đi tập á, nó không còn kêu cụp 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 nữa. Nên là Hồ bao giờ Hồ cũng khuyên hết, nếu đã nói về một cái giải pháp để mà mình điều trị cho cái vấn đề xương khớp của mình, chắc chắn đó phải là sùng cá mập. Đúng không biết rồi. Trinh thấy làm sao? Em là đồng ý với anh Hồ luôn đó. Bởi vì trước đó là khi mà mình chưa tìm hiểu kỹ về sụn cá mập, và sụn cá mập là gì thì Trinh nghĩ là có nhiều quý vị đã biết rồi, hoặc là chúng ta chưa biết. Nhưng mà Trinh biết chắc có một câu chuyện mà quý vị sẽ nghe rất là quen luôn. Quý vị ơi, mình hay được nghe nói là mình phải uống sữa nhiều. Uống sữa là tốt cho canxi, tức là cho xương của mình. Thế nhưng mà còn về khớp của mình thì sao thưa quý vị? Càng ngày chúng ta càng lớn tuổi, mình càng già hóa theo tự nhiên, thì cái phần khớp của chúng ta sẽ bị khô, viêm, bị sưng, rất là khó chịu luôn. Mà quý vị ơi, quý vị có giờ tự đặt câu hỏi rằng là cá mập á, tại sao linh hoạt như vậy ở trong nước, lơ lửng tốt, di chuyển cực kỳ nhanh luôn, và là động vật nguy hiểm dưới nước luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì quý vị có biết không, cá mập có một cái bộ khung xương đặc biệt lắm. Chỉ có cái phần là trục xương sống ở giữa thôi, còn lại thì không có cái phần xương sườn hai bên, và cái tỷ lệ sụn ở trong cơ thể cá mập nó rất nhiều. Đúng rồi. Và theo nghiên cứu đó quý vị, thì cái tỷ lệ sụn nó nhiều như vậy đó giúp cho cá mập á là có trọng lượng nhẹ hơn hẳn. Do đó là lơ lửng trong nước rất là tốt và di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Đúng và rồi. Khi mà có chấn thương đó anh Hồ, thì cái việc cái khung sụn nó sẽ lành nhanh hơn là khung xương nữa đó anh Hồ. Đúng, ơi. Chính xác là như vậy. Bởi vậy Hồ nói á, là từ một cái con cá mập người ta tìm hiểu được là nó rất khác biệt so với rất những cái loài động vật khác. Như lại như vậy á, là người ta mới bắt đầu là người ta chiết xuất những cái thành phần sụn của nó để người ta điều chế thành những cái viên thực phẩm chức năng như thế này để nó hỗ trợ trực tiếp vào xương khớp của mình luôn. Thì hôm nay chúng tôi cũng đem đến cho quý vị một cái gợi ý. Thì không biết là ở nhà quý vị đã có những cái sản phẩm nào liên quan tới sụn cá mập hay chưa? Nếu như mà chưa có đó thì quý vị cân nhắc tới sản phẩm ngày hôm nay quý vị nhé. Tại vì đối với cái sản phẩm này của thương hiệu là Nature Gift, là một cái thương hiệu mà rất nổi tiếng ở bên Mỹ, và đối với cái sản phẩm ngày hôm nay đó là chúng tôi nhập khẩu trực tiếp
từ Hoa Kỳ luôn. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm là mình không phải mua phải là hàng kém chất lượng, hàng giả hoặc là hàng nhái. Mà đặc biệt đó quý vị, khi mà người ta khám phá ra là à, ở trong cái sụn cá mập này nó có cái hàm lượng gì mà nó tốt cho cái xương khớp của mình như vậy, thì chắc là bây giờ anh nhờ Trinh chia sẻ cho mọi người với những cái hình ảnh cho nó trực quan hơn. Dạ đúng rồi thưa quý vị, và không phải là chúng ta là đã chưa từng nghe qua đâu, mà mình đã nghe qua rồi, nhưng mà đôi khi là thông tin nó quá nhiều mà mình chưa có hiểu rõ. Và quý vị cứ nghĩ rằng là bây giờ mình còn trẻ mà xương khớp của mình còn đi lại còn bình thường, chưa có đau nhức thì không có sao. Không phải như vậy đâu quý vị nhá. Ở trong thành phần chính của sụn cá mập thì nó có hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt nha quý vị. Đúng rồi. Đó chính là chondroitin sulfat và glucosamine. Đúng rồi. Glucosamine nó có tác dụng gì ạ? Quý vị đã nghe quen rằng là glucosamine nó có tác dụng, nó giúp cho chúng ta là cung cấp thêm những cái lớp nhầy ở cái phần khớp của mình. Từ đó thì nó bôi trơn cho cái phần ở chính là những cái lớp xương của chúng ta, và giúp cho cái phần khớp của mình, phần khớp cổ tay của chúng ta nè, rồi chân của mình và cả nhiều vị trí khác trên toàn bộ cơ thể của mình nó linh hoạt hơn quý vị nha. Ngoài ra thì chondroitin sulfat nữa quý vị, nó rất là quan trọng trong việc giúp cho cái hệ cơ xương khớp của chúng ta nó chắc khỏe hơn. Đúng bởi rồi. Vì quý vị có biết không ạ, khi chúng ta càng ngày càng lớn tuổi hơn thì cái lượng canxi trong cơ thể của mình cũng như là cái lớp nhầy dịch khớp đó quý vị, càng ngày nó càng bị mất đi, càng ngày nó càng bị khô đi, và tất nhiên là chúng ta không thể nào chúng ta tự tái tạo lại được. Cho nên là bởi vì vậy nó mới có những cái nghiên cứu khoa học giúp cho con người tìm ra được những cái giải pháp giúp cho mình nó là hỗ trợ thêm cho cái hệ cơ xương khớp. Bởi vì anh Hồ biết đó, chúng ta biết là mình phải uống sữa chẳng hạn. Đúng để rồi. Mà tốt cho cái hệ canxi, hệ xương của mình, nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể ăn uống đầy đủ như vậy đâu quý vị. Cho nên chắc chắn là ở một lúc nào đó, một cái thời điểm nào đó mình sẽ bị thiếu hụt. Mà quý vị ơi, khi mà quý vị để cho thiếu hụt càng về lâu về dài thì ảnh hưởng của nó khi mà nó bộc phát ra bên ngoài rồi thì sẽ khiến cho mình cảm nhận rất là rõ nha quý vị. Đúng rồi. Và quý vị biết đặc biệt á, là nếu như mà ai nha mà đang theo dõi chương trình này, Hồ nghĩ rất là may mắn luôn. Tại sao ạ? Tại vì hôm nay là một cái chương trình mà quý vị sẽ mua được một cái sản phẩm rất là tốt, được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn, của thương hiệu là Nature Gift quý vị nha. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nature Gift ngày hôm nay được chiết xuất là từ sụn cá mập. Mà sụn cá mập thì nãy giờ Trinh á cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái công dụng của nó rồi. Và đặc biệt trong cái combo ngày hôm nay, quý vị mua một lần, quý vị sẽ được là 4 hộp như thế này. Trong mỗi hộp á là sẽ có 100 viên. Như vậy là mình hình dung là mình có tới 400 viên là quý vị nha. Nhưng quý vị còn nhận được quà tặng phải nói là cực kỳ khủng và cực kỳ có giá trị luôn. Quà tặng đầu tiên là gì đây? Một cái hộp omega 3. À đã nha. Quà tặng thứ hai là một cái hộp đông trùng hạ thảo. Thì đối với hai sản phẩm này đó thì Hồ tin đó nha là rất là mắc tiền ở bên ngoài. Nếu như mà quý vị mua là hàng triệu đó, tiền triệu cho hai hộp này đó. Nhưng mà hôm nay chỉ với số tiền là 1.190.000 đồng mà thôi là quý vị đã có thể nhận ngay là 4 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe sát Catilat này rồi quý vị nhé. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn. Và bên cạnh đó mình nhận được thêm một hũ omega 3 và thêm nữa là một hộp đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition, và mỗi hộp là 30 viên đối với quà tặng quý vị nhé. Thì chỉ có là 1.190.000 đồng mà thôi. Đúng rồi quý vị ơi, và có được cái bộ quà tặng giá trị này là và nhờ sự kết hợp của VTV Hyundai Home Shopping cùng với lại nhà phân phối chính hãng sản phẩm này tại Việt Nam đó quý vị. Đúng với rồi. Thêm omega 3 của mình là có 30 viên và cả thêm mấy cái đông trùng hạ thảo Mỹ quý vị nhé, đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam luôn quý vị ạ. Cho nên đây là bộ sản phẩm giúp cho mình khỏe toàn diện luôn quý vị ơi. Và quý vị có biết rằng là để có được những cái dòng sản phẩm chất lượng như vậy đó thì ngay từ cái khâu sản xuất nào và khâu nhập khẩu phân phối về đó anh Hồ, phải đúng là rồi. Chính hãng nha, phải có sự cam kết bồi thường chính xác chứ, phát hiện đây là hàng giả đúng quý vị. Và đó là cái sự tự tin của nhà cung cấp kết hợp với lại VTV Hyundai để mang đến cho quý vị thêm một cái sự lựa chọn về những dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe như vậy đó quý vị ạ. Và thương hiệu Nature Gift là một thương hiệu rất là phổ biến ở bên Mỹ luôn đó anh Hồ ạ. Đúng nên rồi là chúng ta tầm sử dụng nha. Rất là cần những cái sản phẩm như thế này quý vị nhé. Mình phải bổ sung dịch khớp của mình để làm sao ạ? Để tránh khỏi những cái tổn thương sưng đau nè, để vận động nó sẽ trơn tru hơn, nó sẽ khỏe mạnh hơn. Và quý vị để ý đi, vận động khỏe khoắn, không ngại tuổi tác thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shark Catilac ngày hôm nay mang đến cho quý vị những điều này. Tại vì cái thành phần sụn cá mập của nó đó là nguyên chất, nó sẽ giúp hỗ trợ nè các khớp vận động linh hoạt hơn nè, không còn những cái cơn đau nhức nữa. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh quý vị nhé. Và bây giờ quý vị hãy nhìn vào trong cơ thể của mình đi ạ. Cái hệ cơ xương khớp mình nó quan trọng không quý vị? Quan trọng lắm luôn. Mà quý vị nhìn xem á, nếu như mà những cái phần xương khớp mình nó đã bị thoái hóa dần theo thời gian rồi đó, thì quý vị thấy cái lớp sụn á, ở những cái lớp xương của mình nó càng ngày nó càng bị mài mòn đi, nó càng bị mất rồi. Đi và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta bị viêm khớp đó quý vị ơi. Đúng nó rồi. Bị sưng đau, nó bị sưng tấy khó chịu lắm luôn. Mà nó khó chịu như vậy rồi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính cái cuộc sống của mình. Và cái việc viêm và xương khớp này đâu phải ở những người lớn tuổi đâu quý vị. Đúng mà rồi. Nó ngày càng trẻ hóa dần, và đây là thống kê mới nhất luôn đó quý vị ạ. Và khi mà anh Hồ thấy mà mình bị đau như thế nha, ở nhiều vị trí cơ thể
thể của mình, thì thật sự mỗi ngày của mình nó trôi qua nó quá là nặng nề đó. Đúng, mình cảm thấy khó chịu lắm. Quý vị hình dung đi, trên cơ thể của mình có bao nhiêu đốt xương. Chính xác. Thì ở giữa những cái đốt xương đó bao giờ cũng phải có những cái lớp sụn. Đúng. Và rồi, những cái dịch nhầy để mà nó bôi trơn, để mình làm cho các khớp của mình á nó được vận động một cách trơn tru nhất. Thì các nhà khoa học đó quý vị, họ phải nói rất là cảm ơn các nhà khoa học. Họ đã tìm ra được ở con cá mập này đó là nó có một cái thành phần sụn mà nó rất là phù hợp để tạo ra những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà chuyên trị về khớp luôn. Thì quý vị hình dung đi, đối với cá mập á là một cái loài cá mà nó sẽ mang lại những cái công dụng rất là hiệu quả. Và đặc biệt hôm nay tại sao chúng tôi lại kêu quý vị là nên đặt hàng ngay, tại vì bộ quà tặng trên VTV Hyundai này rất có giá trị quý vị nhé. Đầu tiên sẽ là một hộp omega 3 fish oil 30 viên, rất là giàu omega 3 nè, có DHA và EPA nè. Đây là cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu bổ cho não và mắt, hỗ trợ giảm mỡ máu quý vị nhé. Bên cạnh đó mình còn nhận thêm là một hộp đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition nữa, cũng 30 viên quý vị nhé. Và nó sẽ rất là giàu những cái chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng sức đề kháng của chúng ta. Tất cả những cái sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Đúng rồi quý vị ạ, và với thành phần chính là chondroitin sunfat kết hợp cùng với glucosamin thì quý vị thấy không ạ, nó vừa giúp cho cái lớp nhầy dịch khớp của chúng ta nó được bổ sung nè, và nó còn giúp cho cái hệ cơ xương khớp của mình nó chắc khỏe hơn đó quý vị ơi. Và chúng ta bổ sung như vậy từ ở bên trong cơ thể của mình để chúng ta tái tạo lại cái hệ cơ xương khớp dù là mình đã lớn tuổi theo thời gian quý vị nha. Tại sao chúng ta cần phải bổ sung chất nhờn cho khớp ạ? Bởi vì ở trong sụn cá mập của mình á, các glucosamin và cả chondroitin sunfat quý vị nha, sử dụng hàng ngày để hỗ trợ làm giảm đau mỏi khớp, thoái hóa xương khớp và còn làm giảm được các triệu chứng về đau khớp và cứng khớp quý vị ạ. Để cho cái khớp của chúng ta hoạt động được tốt thì từ trong chế độ dinh dưỡng chúng ta nên chú ý bổ sung những cái dưỡng chất mà nó giúp cho cái mặt khớp cũng như cái dịch khớp tái tạo được tốt hơn. Thì thông thường chúng ta hay chọn những cái dưỡng chất có ở trong cái sụn vi cá mập, các cái loại sụn mà chúng ta có ở trong thức ăn cũng như là các cái loại đậu. Tuy nhiên là qua cái quá trình mà chúng ta chế biến cũng như bảo quản thực phẩm thì những cái dưỡng chất này đôi khi không đảm bảo được đầy đủ cái nồng độ cũng như là cái hàm lượng của các chất này ở trong thực phẩm thì thường là nó không cao. Do đó chúng ta phải ăn một cái số lượng khá nhiều thì mới cung cấp đủ các cái dưỡng chất cần thiết. Chúng ta có thể chọn các cái thực phẩm chức năng mà có chứa những cái sụn vi cá mập, cái loại mà có nguồn gốc từ thiên nhiên thì rất là tốt cho cái sức khỏe của khớp. Và để chọn cái loại mà có cái hiệu quả tốt thì chúng ta cũng cần phải có những cái loại mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chẳng hạn như là phải có cái đạt được cái tiêu chuẩn của GMP hay của FDA, còn nếu mà nhập về Việt Nam thì phải đạt được cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Và ngay cả từ ngàn xưa rồi đã chứng minh thấy một điều rằng là cái sụn cá mập nó rất là bổ dưỡng, đặc biệt rất là tốt trong việc là nó giúp cho thành phần ở trong sụn cá mập đó quý vị, nó hỗ trợ cho khớp của chúng ta khi mà mỗi ngày vận động linh hoạt hơn. Đúng rồi. Và bên cạnh đó là không còn những cái cơn đau nhức rất là khó chịu nữa. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng đây là dòng sản phẩm mà khi chúng ta sử dụng đều đặn thường xuyên đó anh Hồ, mà còn là sản phẩm chính hãng nha. Đấy. Có nguồn gốc từ thiên nhiên nữa thì em tin chắc một điều rằng là khi chúng ta dùng đều đặn đó quý vị, mình thấy được á là cái phần khớp của chúng ta nó linh hoạt hơn hẳn luôn. Đúng rồi. Nó giảm hẳn cái phần bị đau, bị viêm luôn đó quý vị. Đó, để chúng ta cảm thấy á là mình an tâm hơn trong quá trình đó mà chúng ta là sử dụng hàng ngày dòng sản phẩm chất lượng này quý vị ạ. Đúng rồi. Và khi mà nhắc đến thương hiệu là Nature Vip là một cái thương hiệu mà đã quá nổi tiếng thưa quý vị, và là một cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, và khi mà về Việt Nam cũng rất là được đón nhận quý vị nhé. Và đối với cái sản phẩm ngày hôm nay cũng là một sản phẩm của thương hiệu là Nature Gift. Sản phẩm này
thì được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ, và bên cạnh đó thì chúng tôi còn có những cái chứng nhận về cái chất lượng của sản phẩm này. Nên là Hồ hy vọng rằng là ai đang theo dõi chương trình này, nếu như biết về cái công dụng của sụn cá mập rồi thì chắc chắn không thể nào nha bỏ qua được cái dòng sản phẩm rất là cao cấp như thế này. Bình thường á, chúng tôi vẫn hay khuyên là chúng tôi khi mà chúng tôi tư vấn một cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng nào đó thì chúng tôi nói gia đình này cần, gia đình này không cần. Tại vì đôi khi là mình thấy là có người thì cần về mắt, có người thì cần về tim, nhưng mà đối với xương khớp chắc chắn là gia đình nào cũng phải cần. Thì không biết Trinh có đồng ý với Hồ cái điều này không? Đúng rồi, hoàn toàn đồng ý với anh Hồ luôn đó. Và nhất là những chị em phụ nữ là những người mà có cái tỷ lệ là bị thoái hóa khớp cao hơn hẳn so với nam giới. Đúng và cái tỷ lệ càng trẻ nha quý vị. Quý vị ơi, xin được hỏi quý vị là quý vị có biết đó là những cái triệu chứng trưởng thành ở người trưởng thành ở Việt Nam mình bị thoái hóa khớp mà quý vị thường hay nghe qua là gì không ạ? Quý vị ơi, ở nhà của mình á, quý vị có thường là bị đau nhức cơ xương vai không? Đó, khi mà chúng ta vận động mình cứ lấy tay mình bóp phần vai của mình, rồi mình có bị đau nhức cái phần đốt sống cổ không, khi đang làm việc hay là khi ngủ dậy nè, mình có bị đau nhức khớp gối, nó bị sưng viêm đỏ lên không quý vị? Và chúng ta bị đau nhức cái phần cột sống lưng không? Trinh thấy là ở nhà mình á, ba và mẹ Trinh đều bị hết luôn, phổ biến lắm. Ngoài ra đó quý vị ạ, rồi mình thấy là mình đau khi vận động, rồi nghe cái tiếng lạo xạo lục khục khi di chuyển như anh Hồ nè, rồi bị sưng viêm khớp, bị thoái hóa khớp, thậm chí là anh Hồ biết không, nguy hiểm hơn là gì? Là biến dạng khớp luôn đó, đó anh đó là Hồ cái biết gai đó, xương nguy hiểm đó lắm luôn. Cái gai xương nó bắt đầu nó xuất hiện rồi đó quý vị. Tức là khi mà cái phần sụn đó nó đã mất đi dần dần rồi, và cái lớp dịch nhờn đó nó khô đi rồi đó, thì bắt đầu là hai cái phần khớp xương nó bắt đầu nó va vào nhau. Và khi mà va vào nhau nó bắt đầu nó xuất hiện những cái gai xương. Và những cái gai xương này đó nó cọ quẹt, nó làm cho cái cơn đau của mình nó đau cực kỳ đau. Thế thì họ hỏi quý vị nè, do cái căn bệnh này nó đang bị trẻ hóa, thì ví dụ như gia đình quý vị ở cái độ tuổi là 40, 50, 60, mà nếu như mình không có một cái sản phẩm nào để bồi bổ hàng ngày, chăm sóc cái phần sụn khớp của mình, thì không lẽ là quý vị sống cả đời với cái việc là mình phải đau nhức như thế này sao? Mà mình cứ lướt hoài, đến một cái lúc nào đó là coi như là giữa cái khớp, quý vị hình dung nè, hai cái tay hồi là hai cái xương nè, đó, đây, nó khô queo như thế này nè, nó cứ cạ vào như thế này, mình rất sống đau. Cả đời mình chịu nổi không quý vị? Thật sự mà nói mình chịu nổi không? Nhiều khi cái cơn đau đó lúc đầu mình cảm thấy là tôi chịu được, cái mình lướt đi, từ từ đến cỡ chừng 5 năm, 10 năm là mình thấy là mình không đi nổi luôn. Chứ đừng có nói là mình có thể nào chịu được. Thì đó là một trong những cái mà Hồ phải lưu ý tới mọi người nha. Cái gì cái không biết, chứ riêng về xương khớp là nhà nào cũng phải cần. Mà ở cái độ tuổi như Trinh vừa nói đó, hơn 30 là đúng bắt đầu mình cảm thấy là xương khớp mình có cái vấn đề về lão hóa rồi. Cái phần khớp đó quý vị là đã có cái vấn đề về lão hóa rồi. Sẵn đây thì chắc cho anh xin nói cái điều này chút xíu là sợ là mọi người hiểu lầm. Cái vấn đề xương là một cái vấn đề riêng, còn cái vấn đề khớp là một cái vấn đề riêng quý đúng vị rồi, nha. Hai cái này riêng. Nhiều người đang bị nhập nhằng. Tại vì nhiều người hồi nãy thì anh nghe Trinh nói đó, nhiều người quan điểm là uống sữa thì nó lại tốt cho xương. Nhưng mà cái người ta cứ đồng hóa luôn, vậy tốt cho xương là tốt cho khớp, không đúng phải rồi, nha. Anh Hồ cái ơi. Xương là cái gì? Là cái khúc xương của mình á, là những cái tế bào bên trong nó làm cho xương mình chắc khỏe. Nhưng cái khớp là cái giữa, cái lớp đệm mà. Khớp là lớp đệm giữa hai cái phần xương. Và cái này thì rất cần những cái chất, ví dụ như là glucosamine và cái chất là protein sulfate như thế này, thì nó mới có thể là gì ạ? Nó bôi trơn, nó làm dày lên cái lớp đệm, thì mình mới có thể khỏe được cái phần khớp. Và tại sao mà sụn cá mập làm được điều này? Đó, tại vì sụn cá mập là được nghiên cứu hoàn toàn quý vị nha. Đúng rồi anh Hồ ơi, bởi vì là có hàng triệu người Việt mình đang bị thoái hóa khớp gối. Đấy. Và thậm chí là anh biết không, phải thay khớp nữa. Đó. Mà cái chi phí thay khớp nó rất là tốn ôi, kém mà lắm, nó mất sức ơi. Của mình lắm luôn quý vị. Mà người lớn tuổi thì phải nói là ám ảnh luôn với cái việc là bị thoái hóa khớp. Mà người trẻ tuổi thì đừng nghĩ rằng là mình đang còn trẻ là mình có vấn đề đâu quý vị à, không có đâu. Mà những chị em phụ nữ nào như Trinh á là càng phải quan tâm hơn khi mình đã có con rồi. Và quý vị ơi, quý vị có kiểm tra cân nặng của mình thường xuyên hay không? Ví dụ như bây giờ nha, Trinh 54 kg đi, là với cái mức cân nặng này là trung bình là tốt so với cái chiều cao của mình là 1m65. Nhưng nếu như mà mình tăng lên 10 hoặc 15 kg, tức là lúc đó cái khối lượng mỡ thịt trong cơ thể của mình nó bắt đầu nó nhiều hơn, trọng lượng nó nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là cái hệ xương khớp của chúng ta nó sẽ bị chịu một cái áp lực, một cái trọng lượng nó nhiều hơn. Mà quý vị biết đi, cái phần khớp của chúng ta mà nó bị khô, nó bị giòn hơn như vậy đó, thì quý vị thì càng ngày khi mà chúng ta càng béo phì nè, thì cái tỷ lệ bị thoái hóa khớp nó càng diễn ra nhanh chóng luôn. Và anh Hồ có biết không, ở những cái quốc gia mà phát triển mà cái tỷ lệ người béo phì mà cao như là tại Mỹ đó, thì hơn 80% những người mà trên 55 tuổi là tất cả đều bị thoái hóa khớp. Đó, cho nên cái sản phẩm này nè rất là uy tín tại Mỹ luôn, là bởi vì người ta thấy được cái hiệu quả trong cái việc là nó giúp bôi trơn đi cái sụn khớp của mình nha quý vị. Và từ đó thì như anh Hồ nói đúng đó quý vị, những cái phần khớp ngón tay của chúng ta nè, rồi cái khớp gối của mình, rồi khớp vai, khớp cổ của mình nè, nó sẽ được bôi trơn và nó sẽ được giúp cho cái phần xương khớp của mình, đấy là cái phần khớp á, nó chắc khỏe hơn, thì quý vị sẽ vận động nó linh hoạt hơn và mình sẽ cảm thấy nó dẻo dai hơn mỗi ngày quý vị ạ. Đúng, chính xác là như vậy thưa quý vị. Và tại sao mà đối với cái dòng sản phẩm này chúng tôi rất là tự tin, bởi vì nó được chiết xuất
trực tiếp từ cái sụn cá mập. Từ mà như hồi nãy á, thì Trinh cũng có nói cái con cá mập này nó khác hoàn toàn so với những cái động vật khác, đúng quý vị. Rồi, anh ạ. Tức là cái thành phần sụn của nó đó nha là rất là nhiều. Nhiều nó chỉ có hẳn. Duy nhất là một cái phần là xương ở cái phần trục xương sống của nó thôi. Còn lại là tất cả là đều là sụn. Mà quý vị thấy nó khỏe ghê không? Nó khỏe ghê không? Nó phải nói là nó rất là linh hoạt luôn á trong tất cả những cái vận động của nó. Và thế thì hôm nay họ phải chia sẻ ngay để cho ai mà đang theo dõi là phải mua liền nè. Đó là một cái hộp như thế này quý vị nhé. Bình thường quý vị thấy là chúng tôi chỉ bán một hộp hai hộp thôi, mà tại sao hôm nay chúng tôi lại bán là tới 4 hộp và mỗi hộp như thế này lại là 100 viên. Như vậy là quý vị có 400 viên. Và đối với sản phẩm này là sản phẩm thực phẩm bổ sung sức khỏe Shark Cadillac quý vị nhé, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn. Vì chúng tôi biết là trong gia đình của quý vị ai cũng có thể sử dụng được sản phẩm này, miễn sao trên 30 tuổi là nên sử dụng rồi quý vị nhé. Vậy thì mình xem đi, ví dụ như là cặp vợ chồng trẻ rồi tới ba mẹ của mình là 4 người thì mỗi người sử dụng một hộp là nó cũng được một cái liệu trình để cho quý vị an tâm hơn về cái việc mà bồi bổ xương khớp của mình. Nhưng hôm nay quà tặng với nó cực khủng luôn đó nha. Đúng rồi, và Trinh thấy rằng là cái sự kết hợp từ sản phẩm quà tặng và cả sản phẩm chính nó giúp cho mình đó gì giờ khớp của mình đó nó được tốt hơn, nó giúp cho cái phần chịu đựng trọng lượng cơ thể của mình, tức là cái hệ cơ xương khớp đó quý vị, nó tốt hơn thì chúng ta cần phải bổ sung thêm là cái gì ạ? Là thêm những cái nguồn dưỡng chất từ thiên nhiên mà đông trùng hạ thảo nó tốt cho cái việc là bồi bổ sinh lực từ ở bên trong. Đúng rồi. Đó, nó thể hiện ra bên ngoài qua cái làn da, qua cái tinh thần của chúng ta, qua cái giấc ăn giấc ngủ của mình nha quý vị. Rồi khi mình đã có cái sản phẩm quà tặng là đông trùng hạ thảo Mỹ nha quý vị, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn quý vị ơi, 30 viên như thế này. Quý vị mua lẻ thì chúng tôi cũng biết chắc cái mức giá không có rẻ đâu. Nhưng bây giờ chúng tôi tặng cho nhà mình, rồi còn tặng thêm là dầu cá omega 3 cũng chính hãng từ Mỹ luôn, và đây là cá béo ở vùng biển sâu nha quý vị. Nó tốt cho hệ tim mạch, cho trí não và cho thị lực của chúng ta, tức là cho mắt nó võng mạc đó quý vị ạ. Anh Hồ thấy không, cái sự kết hợp quà tặng này đối với em là tuyệt vời. Đúng rồi, đối với sản phẩm ngày hôm nay đó thì chúng tôi luôn cam kết là sản phẩm chính hãng, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shark Cadillac như thế này, mức giá ưu đãi trên VTV Hyundai 1.190.000 đồng mà thôi. Mình có tới 4 hộp sụn cá mập Nature Gift quý vị nha. Mỗi hộp là mình sẽ có 100 viên. Như vậy tổng cộng là mình sẽ được 400 viên sử dụng trong một cái thời gian rất là lâu quý vị nha. Tặng thêm là một hộp Omega 3 Fish Oil và thêm một hộp đông trùng hạ thảo nữa. Chỉ có trong khung giờ này mà thôi quý vị nha. Để cho cái khớp của chúng ta hoạt động được tốt thì từ trong chế độ dinh dưỡng chúng ta nên chú ý bổ sung những cái dưỡng chất mà nó giúp cho cái mặt khớp cũng như cái dịch khớp tái tạo được tốt hơn. Thì thông thường chúng ta hay chọn những cái dưỡng chất có ở trong cái sụn vi cá mập, các cái loại sụn mà chúng ta có ở trong thức ăn cũng như là các cái loại đậu. Tuy nhiên đó là qua cái quá trình mà chúng ta chế biến cũng như bảo quản thực phẩm thì những cái dưỡng chất này đôi khi không đảm bảo được đầy đủ cái nồng độ cũng như là cái hàm lượng của các chất này ở trong thực phẩm thì thường là nó không cao. Do đó chúng ta phải ăn một cái số lượng khá nhiều thì mới cung cấp đủ các cái dưỡng chất cần thiết. Chúng ta có thể chọn các cái thực phẩm chức năng mà có chứa những cái sụn vi cá mập, cái loại mà có nguồn gốc từ thiên nhiên thì rất là tốt cho cái sức khỏe của khớp. Và để chọn cái loại mà có cái hiệu quả tốt thì chúng ta cũng cần phải có những cái loại mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chẳng hạn như là phải có cái đạt được cái tiêu chuẩn của GMP hay của FDA, còn nếu mà nhập về Việt Nam thì phải đạt được cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Mình cần phải làm gì để cho cái hệ xương khớp của mình đó nó bổ sung được cái dịch khớp quý vị nhé. Và hôm nay đó, làm sao quý vị có thể tránh tổn thương sưng đau nè, và mình sẽ vận động nó trơn tru, khỏe mạnh hơn. Hồ nghĩ là cần phải có một cái giải pháp thật sự là hữu hiệu nhé. Đúng rồi quý vị, giải pháp hữu hiệu của chúng ta là ở đây nè quý vị, là thực phẩm bổ sung thành phần từ thiên nhiên là sụn cá mập. Nó có chondroitin sulfate và nó có glucosamine. Đây là hai cái dưỡng chất cần thiết lắm luôn mà cơ thể của chúng ta cần phải được bổ sung, đặc biệt là cho cái phần sụn, cho cái phần khớp của mình, để tránh cái trường hợp là chúng ta bị đau, bị sưng, bị viêm kéo dài, dẫn đến là thoái hóa khớp và nó ảnh hưởng cực kỳ đến cuộc sống của mình nữa. Và nếu như mà chúng ta thấy là mình cần thiết phải cải thiện ngay sức khỏe về cái hệ xương khớp của chúng ta thì đây là cái món quà mà không chỉ cho mình đâu anh Hồ ơi. Đúng rồi. Mình mua về mình tặng cho ba mẹ của mình nè, rồi chúng ta nếu tặng cho những người thân ở quê mà lớn tuổi đó, xin bảo đảm nha, họ biết được và họ rất là mừng và vui luôn đó. Đúng rồi, họ rất là thích và họ rất là cảm ơn chúng ta đó quý vị. Quá luôn đó quý vị. Tại vì sản phẩm này là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ mà, chứ đâu phải là hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng đâu. Và Nature Gift là một cái thương hiệu đã quá nổi tiếng rồi quý vị nhé. Và hôm nay
khi mà được chiết xuất từ cái thành phần sụn cá mập nữa, thì Hồ tin rằng á là khi mà cơ thể của chúng ta uống đều đặn mỗi ngày giùm Hồ nha, uống đều đặn mỗi ngày giùm Hồ, chắc chắn cái hệ khớp của mình đó nó sẽ được bôi trơn nè, nó sẽ được làm đầy dần dần lên để mình tránh được những cái cơn đau khớp mà do những cái môi trường hoặc là thói quen mình gây ra. Đúng rồi ạ. Và với thành phần sụn cá mập nguyên chất của chúng ta là nó có chondroitin sulfat và glucosamine, nó sẽ hỗ trợ cho khớp vận động linh hoạt và dễ dai hơn quý vị ơi. Và chúng ta không có còn phải chịu đựng những cái cơn đau nhức kéo dài nữa. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng đây là dòng sản phẩm mà chúng ta nên dùng mỗi ngày để mình cải thiện sức khỏe của xương khớp từ bên trong, đặc biệt là sụn khớp. Và quý vị nhìn xem cái mức giá này quá là bất ngờ đấy ạ. Quá là ưu đãi quý vị ơi, 1.190.000 đồng mà thôi. Và thời gian không còn nhiều nữa đâu thưa quý vị, rất nhiều người đã đặt hàng rồi. 4 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe sát Kinlelat ngày hôm nay, mức giá là 1.190.000 đồng, mà quý vị còn được nhận thêm đó là một hộp nè dầu cá omega 3, và thêm nữa là một hộp đông trùng hạ thảo nữa. Đối với cái quà tặng này, Hồ tin đó nha, mình đi ra bên ngoài mình mua chắc cũng phải gần cả 1.000.000 bạc rồi đó quý vị, nên là mình phải nhanh tay đặt hàng trong khung giờ này liền mới được. Nếu như mà mỗi buổi sáng mình thức dậy á, mình thấy là cơ thể của chúng ta vận động dễ dàng linh hoạt hơn, mình thấy là mẹ của mình, ba của mình không có còn phải xoa cái phần á là khớp cổ nè, rồi vai, rồi cả mấy cái khớp ngón tay ngón chân của mình. Dù là thời tiết có đang thay đổi nhưng mà chúng ta không có còn phải chịu đựng những cái vấn đề về cái việc xương khớp nó bị khô, nó bị đau, nó bị viêm như vậy. Thì quý vị ơi, quý vị có thấy hạnh phúc không mà? Đối với Trinh, nó hạnh phúc từ những điều đơn giản như vậy thôi nhưng mà nó cực kỳ giá trị trong cuộc sống hàng ngày của mình luôn đó anh Hồ. Đúng rồi. Và nếu như mà quý vị cảm thấy rằng là cái sự hạnh phúc nó đến từ thiên nhiên là những cái sụn cá mập như thế này thì phải đầu tư ngay. Tại vì thời gian sắp hết rồi, chúng tôi không thể nào tiếp tục tư vấn nhiều về cái sản phẩm nữa, mà chúng tôi chỉ muốn nói là đây là một cái chương trình mà quý vị nhận được mức ưu đãi cực kỳ khủng luôn. Đây nè, trên tay của Hồ nè, cầm một cái hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shark Cartilage này nè quý vị. Hôm nay là mình tới 4 hộp nha, tới 4 hộp lận mà mức giá là 1.190.000 đồng quý vị ơi. Đó, quý vị tưởng tượng đi là đã rẻ chưa ạ? Đã thuyết phục quý vị chưa ạ? Nhưng quý vị còn nhận thêm quà tặng nữa là gì? Một hộp omega 3, rồi thêm nữa là một hộp đông trùng hạ thảo nữa. Và đối với quà tặng này đó, chắc là Trinh cũng đã biết rồi, mức giá không hề rẻ, nhưng hôm nay chúng tôi vẫn muốn kết hợp là 4 hộp Shark Cartilage, một hộp omega 3 và một hộp đông trùng hạ thảo để làm quà tặng biếu tới tận nhà cho quý vị. Chỉ cần quý vị gọi điện thoại đặt hàng ngay lúc này. Và cũng xin được chúc cho quý vị sẽ luôn luôn thức dậy mỗi ngày với lại một cái hệ xương khớp và đặc biệt là khớp của chúng ta luôn được khỏe mạnh quý vị nha. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và đừng quên hãy tiếp tục đồng hành và mua sắm mỗi ngày cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ạ.